Trong số các bị can bị khởi tố do sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, có tới 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên của các trung tâm đăng kiểm. Nhóm này chung chi hàng trăm triệu đồng từ khi chưa thành lập các trung tâm đăng kiểm. Đến khi thành lập các trung tâm đăng kiểm, nhóm này cũng chung chi theo tháng quý cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an thành phố Thủ Đức đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm, gồm 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác. Trong đó gồm có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới. 3 bị can là cán bộ thuộc phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm bị khởi tố về tội nhận hối lộ là Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh, phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Phạm Đức Ngọc, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới. Thượng tá Trần Kim Lý cho biết thêm, với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, xác định đủ căn cứ nên trong ngày 11 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, phó phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm là có hệ thống, xuyên suốt trong thời gian dài của các nhân viên ban giám đốc các trung tâm đăng kiểm và đặc biệt là cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Quá trình điều tra, công an xác định ngay từ đầu khi các trung tâm đăng kiểm chưa thành lập cũng đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho lãnh đạo phòng kiểm định xe, phòng 3, cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để cấp giấy phép thành lập. Ngoài ra, hàng tháng hàng quý, các trung tâm đăng kiểm này đều phải chung chi cho cán bộ phòng 3 và lãnh đạo các phòng ban thuộc cục cũng như cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, sinh năm 1972, ngụ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về tội nhận hối lộ. Như đã thông tin, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Các trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.